Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về con đường sự nghiệp, tiền bạc tuổi Đinh Sửu 2021. 1. Sự nghiệp. Tử vi Đinh Sửu 2021, về phương diện công danh, sự nghiệp vẫn khá may mắn. Trong năm này, nếu họ chủ động trong sự nghiệp càng nhiều, thì may mắn và cơ hội càng đến. Tuy nhiên trong năm 2021, họ sẽ gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong công việc. Ngoài ra trong năm này, cần phải chú ý đến mọi người xung quanh kỹ càng hơn. Bởi vì trong năm 2021, có rất nhiều sự cạnh tranh và cần chú ý bị người khác hãm hại. Đặc biệt người có tuổi Đinh Sửu cần hạn chế buồn bực và tâm trạng trong năm này. Cần chú trọng tăng cường năng lực và tranh thủ các cơ hội để thể hiện bản thân. Điều đáng nói trong năm này, bạn cần phải tăng cường tiếp xúc với những người giỏi hơn bản thân, để từ đó có thể học hỏi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ họ. Nhìn chung, tử vi tuổi Đinh Sửu năm 2021, sự nghiệp không thuận. Những người này, họ có thể gặp nhiều trắc trở, khó khăn và chú trọng bị người khác lừa đảo. Bất kể chuyện gì phải biết mình, biết ta, biết cách sống khiêm tốn. Khi được giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra nhận trách nhiệm. Bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị bản thân mình. Trong năm nay, một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn phải chịu áp lực khá nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ qua. Cuộc sống của những người này sẽ đủ đầy vinh hoa phú quý. Họ thường ít khi phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền và tinh thần luôn được bình yên, thảnh thơi. Những người tuổi Sửu được tử vi dự đoán sẽ thành công nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, khi mà họ trồng cây gì, nuôi con gì cũng sẽ bội thu. 2. Về tiền bạc, tài chính. Tử vi Đinh Sửu 2021, về phương diện tài chính rất khó khăn. Trong năm 2021, tiền bạc không được nhiều và có thể xảy ra trạng thái mê man trong tài vận. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để phát triển tiền tài. Nhưng đòi hỏi họ phải thật tỉnh táo để ổn định được vấn đề tài vận trong năm. Ngoài ra, tử vi trong năm phải đề phòng tránh các tai ương, đề phòng tổn thương hao phí tiền tài. Đặc biệt trong năm này, phải đề cao cảnh giác với người khác. Không nên làm những công việc phạm pháp có thể ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Trong năm 2021, tuổi Đinh Sửu phải chi tiêu tiết kiệm, đề phòng những việc khó khăn khi cần đến tiền bạc để có đủ mà chi trả. Năm 2021, đường tài vận không quá hanh thông, có thể đương số sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Những người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.